Ở Tây Nguyên hiện tại thì chuẩn bị bắt đầu vào giai đoạn đầu mùa mưa. Thì như bà con chúng ta đã biết thì trên cây cà phê có rất nhiều loại nấm bệnh, đặc biệt là vào giai đoạn đầu mùa mưa thì các loại nấm bệnh bà con cần đặc biệt phải chú ý, đó là bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng và bệnh khô cành khô quả ở trên cây cà phê gây ảnh hưởng rất nhiều tới năng suất bà con mình. Và vào giai đoạn đầu mùa mưa, công ty VFC sẽ giới thiệu bà con mình một bộ đôi giải pháp giúp bà con mình quản lý nấm bệnh và bổ sung một phần dinh dưỡng giúp cho cái trái cà phê chúng ta lớn trong giai đoạn này. Đây là cái chai sản phẩm Anvin 5C. Đây là sản phẩm đặc trị nấm bệnh phổ rộng và chai thuốc này giúp cho bà con mình quản lý cái bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng, bệnh khô cành khô quả cho cây cà phê rất hiệu quả. Và chúng ta phun vào giai đoạn đầu mùa mưa và giai đoạn thứ hai là giai đoạn vào giữa mùa mưa. Và trong giai đoạn đầu mùa mưa này thì bà con như ta đã biết giai đoạn nắng nóng và chúng ta không bổ sung dinh dưỡng được cho cây cà phê mình trong giai đoạn này, và đặc biệt trong giai đoạn này cây cà phê chúng ta đang mang trái nhỏ, đang cần dinh dưỡng để mà nuôi trái trong giai đoạn này. Mà chúng ta không bổ sung được dinh dưỡng thì trái sẽ phát triển chậm và sẽ kém phát triển. Nên là trong giai đoạn này bà con mình cần phải bổ sung dinh dưỡng để mà giúp cho cây hấp thụ dinh dưỡng để phát triển trái giai đoạn này. Công ty VFC giới thiệu bà con mình một sản phẩm phân bón lá cao cấp đến từ công ty VFC, đó là sản phẩm Dentime Plus. Thì sản phẩm này là một dạng amino acid giúp cây hấp thụ dinh dưỡng rất là nhanh và hiệu quả. Và khi chúng ta phun vào cây thì cây nó sẽ ăn liền, nó không cần phải chuyển vị giống như các loại phân bón khác, ví dụ như NPK, như các loại phân bón khác. Bà con phân bón vào nó cần có thời gian mà chuyển vị và tổng hợp thì cây mới ăn được. Còn riêng sản phẩm mà delfime bled này là dạng amino acid thì giống như thức ăn nhanh, khi chúng ta phun vào cây trồng thì cây sẽ hấp thụ ngay, giúp cho cái trái chúng ta sẽ sáng hơn, phát triển nhanh hơn và giúp cho sau này nó sẽ đạt cái năng suất cao hơn cho quý bà con mình. Và hai cái sản phẩm này chúng ta phối trộn được với nhau với cái liều lượng là 500ml sản phẩm Anvin 5C, chúng ta cộng với là 250ml sản phẩm delfime bled, ta pha trong 200 lít nước và phun vào giai đoạn đầu mùa mưa.